Chào tám anh em đang xem nhá. Em chào anh Văn Sang. Em chào anh Trường Sơn. Và chào anh Nhân Nguyễn. Và chào anh Nguyễn Thanh. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ anh em một bản bệnh bị treo cảm biến tay ga của dòng xe Vision. Thì anh em chờ chút cho anh em vào đông thì bắt đầu em sẽ chia sẻ. Giờ này anh em có thấy muộn quá không ạ? Vâng, em chào anh Bình Xe. Anh em bảo chào sếp. Em chào anh Quang Mạnh nhá. Em chào anh Phát Huy. Phát An Vui chứ. Em chào anh Hoàng Thanh nhá. Và chào toàn thể 15 anh em đang xem. Thì hôm nay em sẽ chia, mấy hôm vừa rồi em bận quá nên là hôm nay em sẽ chia sẻ một cái ban bệnh là cảm biến tay ga bị treo. Thì là do đâu? Thì em sẽ chờ chút cho anh em đông đông thì em sẽ chia sẻ ban bệnh cho anh em. Em chào anh Nguyễn Bốn, em chào anh Tài Nguyễn nhá. Chào Jolie Chính Nguyễn. Và em chào anh Trần Vũ ạ. Chào em, chào anh Phạm Văn Thắng. Đây anh em chờ tí 5 phút là bắt đầu em sẽ chia sẻ cái ban bệnh này luôn, để cho anh em đỡ phải chờ lâu ạ. Em chào anh, em chào anh Tính nhá. Và em chào anh Trưởng Ô Tô. Vâng, hôm nay mạng khỏe rồi anh ạ. Trần Vũ, anh Trần Vũ bảo là hôm nay hơi gầy. Vâng, đúng rồi, hôm nay hơi gầy. Thì bây giờ xong em xin phép là chia sẻ ban bệnh này luôn. Thì anh em cũng có thể tiện cái nút chia sẻ, anh em có thể chia sẻ cái buổi live stream này đến những anh em nào đang có tay nghề là đang hơi yếu về FI. Và anh em nào biết rồi thì cũng có thể là theo dõi ủng hộ cho Đức Mạnh Moto, để cho Đức Mạnh chia sẻ cái ban bệnh này đến với những anh em còn đang yếu tay nghề. Đấy. Chào Hoàng Lưu nhá. Và bây giờ em sẽ chia sẻ luôn. Chào anh Vinh Trúc và chào ba toàn thể 30 anh em đang xem. Đây thì bây giờ em sẽ chia sẻ luôn về trên xe của chúng ta bị treo cảm biến tay ga. Thì bây giờ em sẽ vào máy đi cho anh em xem. Đây em vào động cơ này. Đây em sẽ vào dữ liệu động cơ nhá. Thì vào dữ liệu động cơ đây thì anh em nhìn thấy vị trí này, vị trí cảm biến tay ga này đang rất là cao, đúng không ạ? Đang 43 độ. Bình thường đối với những dòng xe Honda này ý, thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 0 độ thôi. Nhưng tại sao nó lại sẽ treo ở trong phạm vi là 43 độ như thế này? Vâng, em chào anh Yamaha An Phát. Thì cái trường hợp này ý, của chúng ta thì anh em đã xem rất nhiều video em chia sẻ rồi. Thì đối với trường hợp mà bị treo cao quá 60 độ thì xe của chúng ta sẽ bị mất điện cao áp và mất phun xăng, đúng không ạ? Nhưng đây của chúng ta là xe của này, nếu như xe này ấy, mà bị treo 43 độ, xe của chúng ta vẫn nổ được anh em nhé. Xe của chúng ta vẫn nổ được, nhưng mỗi tội là xe ta là hơi bị ăn xăng.
Đấy, xe của ta hơi bị ăn xăng. Có những khách, nếu mà anh em trường hợp gặp trường hợp mà vào khách hàng sẽ bảo là xe của em đi rất bị ăn xăng, thì anh em cũng phải kiểm tra luôn cảm biến tay ga này. Trên xe này thì là nó sẽ treo như này thì nó sẽ gây ra tình trạng bị ăn xăng này, hoặc là gang ti của chúng ta không đều thì xe ta vẫn lổ được bình thường. Thì nếu như khách hàng vào bảo xe của em bị ăn xăng và lổ nó không được ngon, thì khi anh em kiểm tra thì anh em sẽ hãy kiểm tra cho em, nhìn vào cái cảm biến tay ga này, xem cái cảm biến tay ga của chúng ta bị treo không. Như này là chúng ta cảm biến tay ga của chúng ta đã sẽ bị treo này anh em nhá. Như này là cảm biến tay ga của chúng ta bị treo này. Ở đâu anh em nào, anh em có thể là tiện tay chia sẻ cho em cái buổi livestream này đến với những anh em tay nghề bị yếu được không ạ? Anh em chia sẻ hộ Đức Mạnh nhá. Thì Đức Mạnh sẽ nói rõ luôn này, Đức Mạnh sẽ nhắc lại này, đối với những dòng xe Honda người ta là vị trí cảm biến tay ga là vị trí không độ, đúng không ạ? Em chia sẻ. Không, em cứ đây đi, em cứ đây. Thì cái này ý, của chúng ta là nếu như treo cao quá 60 độ thì xe chúng ta sẽ bị mất lửa, mất phun. Còn nếu như treo mà ở cái mức độ mà dưới 60 độ thì xe chúng ta sẽ bị ăn xăng, xe vẫn nổ được. Nhưng mà lổ nó sẽ bị rậm rật anh em nhá, lổ nó không được ngon. Đấy. Và nếu như nhìn trên này thì nhiều, rất nhiều anh em chúng ta hình dung ra là bị làm sao. Có những nhiều anh em ấy mà thợ mà đã biết về FI thì anh em nhìn như này, anh em bảo là như này là bị cảm biến tay ga. Nhưng mà chưa chắc anh em nhá, chưa chắc đã bị cảm biến tay ga đâu nhá. Thì anh em cũng nên lưu ý là khi mà xe người ta bị treo như này thì đa phần là trên xe của chúng ta không báo lỗi. Đây anh em nhìn này, em đi chia sẻ đi, em vào trang của anh ấy, trang cá nhân, trang đào tạo ấy, trang hoặc là trong cái Đức Mạnh Mô Tô của anh có, anh chia sẻ bài viết rồi đấy. Thì đây anh em này, anh em nhìn thấy đèn báo lỗi có báo lỗi không ạ? Không báo lỗi nhá, đèn của chúng ta không báo lỗi này. Khi bị treo cảm biến tay ga thì anh em nhìn là đèn chúng ta không báo lỗi, đúng không ạ? Và nhiều anh em thì cũng hình dung ra là khi nó báo cao như này này, nhiều anh em hình dung là báo cao như này, nhưng mà trong khi đấy là anh em nghĩ là cảm biến tay ga bị của chúng ta bị treo. Nhưng mà cái cách phân biệt cảm biến tay ga bị treo hay không hoặc là do cái thiết bị khác thì các anh em rất là đơn giản. Đây anh em nhìn này, nếu như anh em mà biết bị cảm biến tay ga bị treo hay không thì anh em chỉ cần rút cái rác cảm biến ra này, cảm biến tay ga đây, anh em rút nó ra mà nó sẽ về không độ, đúng không? Rút nó ra nó sẽ về không độ thì tức là cái cảm biến này của ta là bị hỏng. Nhưng đây trên xe này anh em nhìn Đức Mạnh rút ra này, trên xe này anh em nhìn Đức Mạnh rút ra nhá. Đây, Đức Mạnh rút cái cảm biến tay ga ra này, đúng chưa? Khi Đức Mạnh rút cảm biến tay ga ra thì anh em này, anh em nhìn ở trên máy này. Đấy, Đức Mạnh rút cảm biến tay ga ra, trên máy vẫn báo là 4,3 độ này, 43 độ này. Anh em nhìn thấy không ạ? Khi Đức Mạnh rút cảm biến tay ga ra thì nó vẫn báo là 43 độ. Thì cái này của chúng ta chắc chắn là không bị cảm biến tay ga rồi. Nếu như chúng ta mà bị cảm biến tay ga ấy thì chúng ta rút cái rác cảm biến tay ga ra thì là cái này của chúng ta sẽ về không độ ngay, đúng ạ? Bé thôi, đúng ạ? Cái cách phân biệt rất đơn giản. Nếu như bị cảm biến tay ga thì Đức Mạnh nói rồi, anh em rút cảm biến ra thì là cái cảm biến tay ga, cái điện áp này nó sẽ về là cái góc bởi ống ga nó sẽ về không độ và điện áp này của chúng ta nó sẽ bị thấp xuống. Nhưng đây Đức Mạnh đã rút cái rác cảm biến ra này, đây anh em nhìn rõ này, Đức Mạnh đã rút cái rác cảm biến ra rồi, đúng ạ? Mà trong khi đấy trên xe của chúng ta vẫn bị treo, đúng ạ? Trên xe của chúng ta vẫn bị treo điện áp này. Đấy, vẫn bị treo điện áp. Mà trong khi đấy là anh em để ý nhé, Đức Mạnh rút cả cảm biến tay ga rồi mà trên xe không báo lỗi này. Đấy nhờ, bình thường ấy, bình thường là anh em chỉ cần rút cảm biến tay ga ra là trên xe của chúng ta báo lỗi luôn, đúng ạ? Nhưng đây là xe của chúng ta này, Đức Mạnh đã rút cả cảm biến tay ga ra mà trên xe của chúng ta không báo lỗi luôn này. Anh em nhìn thấy không ạ? Đấy, thì cái này thì nó xảy ra là nó bị làm sao? Theo anh em đoán là bị làm sao? Đấy, theo anh em là cái này của chúng ta bị làm sao? Đây là cảm biến tay ga Đức Mạnh rút ra rồi này. Đây, cảm biến tay ga rút ra rồi này. Mà trên xe chúng ta còn không báo lỗi luôn. Và cái giá trị điện áp ở trên máy đọc lỗi chúng ta đọc được
Đây. Vốn là vẫn là 4 này. 13 độ. Và điện áp là 288 mV. Đó, 2000, Đức Mạnh xin lỗi nhá. Là 2886 mV. Đây thì anh em nhìn thấy ạ. Đấy thì anh em theo anh em là xe này bị làm sao? Anh em có đoán được không ạ? Theo anh em là cái này bị làm sao? Thì bây giờ em lấy cái đồng hồ đây cho anh. Lấy cái đồng hồ đây. Thì bây giờ Đức Mạnh sẽ lấy đồng hồ đo cho anh em nhá. Nếu mà chia sẻ thì nó có hiện trên này không? Chia sẻ gì? Hiện là bạn có người nào chia sẻ. À, có chứ. Đồng hồ lấy cho anh cái đồng hồ. Em đo chân giữa anh, chân giữa cảm biến. Đây anh em nhìn nhá, đồng hồ để thang đo 20V này. Đấy, em đo chân giữa cảm biến cho anh. Chân giữa của cảm biến TP thì Đức Mạnh nói khá nhiều rồi, chân giữa dây tín hiệu. Đúng không ạ? Đây anh em nhìn nhá. Khi Đức Mạnh đo này, chân giữa này và ra mát này, đồng hồ ta dây tín hiệu không lên này. Em đo 5V đi. Đồng hồ chuyển thôi. Chuyển. Anh em này đo 5V cũng không lên luôn này. Ê, anh em này đo 5V có lên không? Không lên đây. Đây. Em ngửa ra đi. Ngửa cái dây, mặt dây ra. Đây anh em nhìn thấy này. Đo 5V không lên luôn này. Cho dây mát luôn đây, đây. Cho ẩn dây vào dây mát đi. Đây. Đây này, anh em nhìn nó đo nguồn 5V lên nha. Em đo lại mát đi, em đo lại tín hiệu đi, để lại mát. Bảo đo này. Đấy, để vào dây mát. Đấy, để vào dây mát là nguồn dương 5V có này anh em nhá. Cả mát đều tốt này. Đúng không ạ? Em chuyển sang dây tín hiệu, dây que đỏ sang dây tín hiệu. Chân giữa. Anh em nhìn chân giữa không lên điện áp này. Đúng không ạ? Đây chân giữa không lên điện áp nhá. Thì cái này của chúng ta khi mà anh em đã đo chân giữa mà không có điện áp này này. Mà trên xe ta là không báo lỗi này anh em nhìn này. Đúng không ạ? Trên xe không chúng ta không báo lỗi này. Mà chân giữa chúng ta là không lên được điện áp. Thì lúc này chúng ta kiểm tra cho Đức Mạnh cái IC nhá. Thì bây giờ xe Đức Mạnh làm ấy thì là do IC. Thì cái này phân biệt bệnh nó rất là dễ. Do IC do hay là do cảm biến. Thì Đức Mạnh sẽ hướng dẫn cho anh em. Thì khi mà anh em lên lưu ý này, khi mà Đức Mạnh, anh em mà để ý cho Đức Mạnh, nếu mà phân biệt do IC ấy, thì anh em chỉ cần rút cái rắc cảm biến ra này, cảm biến tay ga ra. Thì nếu như mà do IC thì chúng ta rút rắc cảm biến TV ra là trên xe sẽ báo lỗi. Đúng ạ, trên xe sẽ báo lỗi. Và đồng thời là cái điện áp cảm biến tay ga của chúng ta đây này, và cái góc mở của ga của ta nó sẽ phải về vị trí 0 độ. Đúng không ạ? Nếu như chúng ta rút rắc cảm biến ra mà cái độ mở bấm ga của ta vẫn 43 độ mà trên xe không báo lỗi, thì anh em lên kiểm tra IC Đức Mạnh nhá. Anh em lên kiểm tra IC. Thì Đức Mạnh nói lại này, cái bệnh xe này ấy, nó là bị gì ạ? Bị treo cảm biến tay ga. Và khi mà bệnh treo này xuất hiện thì là nó sẽ gây ra tình trạng gì ạ? Gây ra tình trạng không báo lỗi cảm biến TP. Đấy, còn nếu như nó mà Đức Mạnh sẽ nói lại là nếu như mà cái góc mở của ga này chúng ta mà trên 60 độ thì IC nó sẽ ngắt lửa ngắt phun. Anh em ạ, nó sẽ ngắt lửa ngắt phun. Nhưng bây giờ cái phân biệt khi anh em nhìn vào cái này thì anh em đa phần đã đoán được là do cảm biến tay ga. Nhưng cái xe này của chúng ta không phải bị cảm biến tay ga nha anh em nhé. Thì cái cách phân biệt rất đơn giản là khi anh em rút cái rắc cảm biến TP ra như Đức Mạnh đây này. Rút rắc ra như này. Mà ở máy đọc lỗi của ta không, vị trí bấm ga không về 0 độ và đồng thời không báo lỗi, thì tức là gì ạ? Tức là cái này xe của ta, chúng ta lên kiểm tra IC. Thì đây là cái bệnh này là anh em nhìn đây. Nhìn là Đức Mạnh đã kiểm tra đây và rút rắc ra cho anh em là trên xe không báo lỗi và nó vẫn giữ nguyên ở cái độ mở bấm ga là 43 độ.
thì tức là cái xe của ta là anh em đa phần lớn là phải kiểm tra lại IC. Thì đến bây giờ Đức Mạnh sẽ lắp thử một con IC vào cho anh em nhá. Đức Mạnh sẽ lắp thử một con IC vào cho anh em. Đây, Đức Mạnh sẽ cắm lại rác cảm biến tay ga này. Và Đức Mạnh cắm thử. Em từ từ chờ anh quay vào IC thì xong rồi em ấy cho anh. Đây, Đức Mạnh sẽ cắm lại cảm biến tay ga này. Đấy, cảm biến Đức Mạnh không sờ vào nhá. Không sờ cảm biến tay ga luôn. Và bây giờ đây là con IC này. Đấy, bây giờ em rút ra, rút IC ra. Thay IC khác vào cho anh. Ok. Không cần đâu, không cần đâu. Thì đây anh em nhìn này. Thì cái bon này thì anh em, cái ban mà bị treo ấy thì là rất nhiều anh em nhìn vào thế là anh em đã đoán là cảm biến tay ga. Nhưng mà chưa chắc đâu nhá. Và đây anh em nhìn cho Đức Mạnh này, khi mà chúng ta thay IC vào này là vị trí bướm ga của ta là về 0 độ rồi. Đúng không ạ? Và điện áp cảm biến tay ga là về quy chuẩn luôn rồi này. Đấy. Còn Đức Mạnh bây giờ Đức Mạnh sẽ giả lập cái trường hợp. Đức Mạnh sẽ giả lập cái tín hiệu cho anh em là cái trường hợp mà chúng ta bị treo TB nhá. Thì nó khác hoàn toàn so với bị IC. Thì anh em nhớ là IC Đức Mạnh nói rồi là khi chúng ta rút ra cảm biến TB ra là nếu mà do IC thì cái góc mở bấm ga toa vẫn giữ nguyên và trên xe không báo lỗi. Còn đâu là nếu như mà bị TB. Giữ nhảy cho anh. Giữ im. Thì đây ví dụ nhá, cái trường hợp của chúng ta bị TB đây đúng không? Anh em nhìn vị trí bấm ga này thì nó sẽ ở 27 độ. Thì lúc này chúng ta đang bị treo đúng không ạ? Nếu như do cảm biến TB thì lúc này đang bị treo. Thì Đức Mạnh sẽ dùng một cái cách là rút cảm biến TB ra. Đây, anh em nhìn này. Rút cảm biến TB ra này. Khi này Đức Mạnh rút ra này, anh em nhìn thấy chưa? Rút ra cảm biến TB ra thì anh em nhìn cái điện áp bị treo này. Đấy, nó sẽ về không ngay. Nếu như bị do cảm biến TB nó sẽ, khi anh em rút cảm biến tay ga thì anh em nhìn trên máy nó sẽ về không luôn này. Anh em nhìn thấy đúng không ạ? Đấy, nó sẽ về 0 độ luôn này. Đây, Đức Mạnh cho xem này. Cái rắc cảm biến tay ga Đức Mạnh rút ra nhá. Đấy, mà Đức Mạnh rút ra rồi mà nó về 0 độ luôn này. Đấy, thì như này thì là nó sẽ gọi là bị cảm biến TB. Và khi này, lúc này Đức Mạnh sẽ bảo anh em cắm lại nhá. Em cắm lại cảm biến đi. Cắm lại cảm biến. Đây, khi mà chúng ta rút ra cảm biến về 0. Khi chúng ta cắm lại này. Đây, khi chúng ta cắm lại nhá. Đấy, chúng ta cắm lại cảm biến tay ga này. Đây, anh em nhìn thấy chúng ta cắm lại cảm biến tay ga nó vẫn bị treo này. Thì những cái trường hợp đấy là anh em chỉ cần thử cho Đức Mạnh là nhìn trên máy. Anh em rút cái rắc cảm biến ra, nếu mà cái vị trí bướm ga về 0 độ thì tức là cái này của chúng ta đa phần là bị cảm biến tay ga. Còn khi chúng ta cắm lại thì nó vẫn bị treo nhảy. Còn đối với cái ban bệnh Đức Mạnh vừa chia sẻ cho anh em ấy, thì là chúng ta rút rắc cảm biến ra thì trên xe của chúng ta vẫn có cái độ mở bướm ga là như vừa nãy nó hiện tượng nó treo là 43 độ, đúng không ạ? Thì khi mà anh em mà đã rút cảm biến tay ga ra mà thấy cái vị trí bướm ga này nó vẫn bị treo thì anh em, và để ý thêm một cái nữa là trên xe của ta nó vẫn bị treo mà nó lại không báo lỗi, đúng không ạ? Hoặc là anh em vừa nhìn anh Đức Mạnh đo rồi đấy, là cái dây tín hiệu của cảm biến TB anh em đo nó sẽ là không có vô nào hết. Còn nếu như bây giờ anh em đo nhá, đo mà một cái sống này, một cái cảm biến TB ấy mà không bị do IC mà nó vẫn còn tốt nhá, thì anh em sẽ đo được cái điện áp này. Đây, em đo cho anh cái dây tín hiệu. Anh em vẫn để đồng hồ này, thang đo này. Đấy, anh em đo, để thang đo này. Đây nhá, anh em nhìn thấy ạ. Đấy, Đức Mạnh ví dụ đo cái này nó là chưa đến 1V. Chưa đến 1V thì Đức Mạnh sẽ điều chỉnh đồng hồ về 2V này. Đấy, anh em nhìn thấy đo được điện áp bao nhiêu không ạ? Đấy, anh em thấy đo điện áp được là 0,2mV. Đúng ạ. Đây, 0,26 ơi. Tức là anh em đọc ở đây nó là 2 28 mV đấy.
Nếu như trên máy đọc lỗi thì... Đây em nhìn này. Đấy anh em nhìn nhá. Đây 19mV này. Thì trên đồng hồ chúng ta đo thì nó sẽ có một chút sai số. Là anh em vừa nhìn thấy nó là 28mV. Đúng ạ. Đấy, thế nó sẽ có một cái chút sai số anh em nhìn thấy đó. Thì trên máy đây anh em nhìn, kể anh em rút ra phát anh em nhìn đây là dây tín hiệu luôn, nó có 19mV. Đấy anh em nhìn thấy ạ. Còn đâu là cái cách phân biệt đơn giản nhất, là anh em cứ rút ra cho Đức Mạnh mà nó vẫn còn bị treo thì tức là gì ạ? Tức là do cái IC. Còn nếu mà chúng ta rút ra mà cái tản biến tay ga ta đang bị treo, mà chúng ta rút cái cảm biến tay ga ra mà nó về được không độ này này, thì tức là cái chủng của chúng ta là bị cảm biến tay ga. Thế bây giờ Đức Mạnh sẽ cắm lại con IC bị hỏng nhá, cho anh em phân biệt lần nữa cho dễ nhá. Em rút ra cắm lại đi. Đấy, rồi. Em bật khóa đây cho anh. Động cơ này. Và xe Honda. Đây em nhìn thấy rõ không ạ? Đây là nó đang bị treo đây ạ, đúng không ạ? Đấy, đã bị treo cả biến tay ga này. Và anh em nhìn rắc TB này của Đức Mạnh đã rút ra rồi này. Như vừa nãy anh em thấy là Đức Mạnh rút ra nó sẽ về 0 độ. Mà bây giờ Đức Mạnh rút ra mà nó vẫn ở 43 độ này. Đây nó vẫn ở 43 độ này. 41, 42, 43 này. Và Đức Mạnh cắm lại nhé, nó vẫn thế này. Đây em cắm lại cho anh. Đấy Đức Mạnh cắm lại cả biến tay ga nó vẫn thế này. Yeah. Đây Đức Mạnh cắm lại này, nó vẫn thế này anh em này. Đấy cắm lại cả biến tay ga nó vẫn vậy. Đấy khi mà Đức Mạnh nói rồi, khi mà anh em rút cái rắc cả biến tay ga ra mà đây rút ra rắc cả biến tay ga ra mà vị trí của chúng ta vẫn đang đứng im ở như này thì là chúng ta lên kiểm tra IC nhá. Anh em nhớ nhá, còn nếu như bị cảm biến tay ga thì anh em rút ra cái này nó sẽ vị trí bấm ga nó sẽ về 0 độ luôn. Đấy là cái cách mà Đức Mạnh chia sẻ để nhiều khi anh em bắt bệnh thì là nó được nhanh hơn và cũng có thể là làm cái bắt bệnh nó chính xác hơn. Đấy, được chưa ạ? Thì đấy là cái bệnh vừa rồi chúng ta thì Đức Mạnh cũng nói rồi là trên xe này chúng ta là bị IC. Đúng ạ, bị IC. Thì là anh em gặp mấy ban như này mà thử như Đức Mạnh thì anh em sẽ hãy kiểm tra IC cho Đức Mạnh nhá. Ok. Thì cái bát bệnh Đức Mạnh vừa chia sẻ cho anh em. Thì ở đây thì có anh em nào có cái câu hỏi nào giao lưu với cái Đức Mạnh không ạ? Và em chào anh Nguyễn Khanh. Ở đây có anh em nào có cái câu hỏi gì và để giao lưu của Đức Mạnh ô tô không ạ? Ok, cái mà em vừa chia sẻ với anh em thì anh em có thấy là về mình gập xe và va chạm xe làm có dễ hơn không ạ? Vâng, em cảm ơn anh Bình Xe ạ. Anh em có câu hỏi nào không? Anh em mình giao lưu một tí ạ. Không thì cái đấy nó rất đơn giản thôi. Tại vì nếu như anh em ấy thường thường như Đức Mạnh làm, nếu như bị cảm biến tay ga, anh em nhìn trên máy đọc lỗi anh em chỉ rút ra phát là nó sẽ về 0 độ ngay. Nhưng nếu mà trường hợp anh em mà rút cảm biến tay ga nó đang bị treo thì anh em rút ra phát là nó vẫn giữ nguyên được một điện áp. Thì anh em lên kiểm tra cho Đức Mạnh là cái IC. Mà lúc mà anh em rút ra ga mà nó vẫn giữ nguyên một điện áp thì anh em để ý là nó sẽ không báo lỗi. Còn bình thường anh em rút rắc tay ga, cảm biến tay ga phát là nó báo lỗi ngay. Nhưng đây là anh em rút ra nó vẫn không báo lỗi mà nó đứng im. À không anh nhá, anh Nhân Nguyễn ơi, cái này anh mà reset không hết được
cái treo đâu anh nhá. Anh reset không hết được cái treo đâu. Đây ví dụ kể cả anh thích nhá, em cũng reset cho anh xem thôi. Nhưng mà cái vấn đề là anh reset nó không hết được đâu. Không hết được cái đấy đâu. Tại vì nó lại bị treo, là do con IC của chúng ta nó đã bị chập rồi. Thì anh reset thì nó không bao giờ hết được. Còn đâu thì cái MI ý, thì nó thật sự với anh em thì nó không khó lắm đâu. Mà chủ yếu là do cái thứ nhất, mà do anh em có chịu khó để tư duy về và học hỏi hay không. Chứ còn cái FI thì nó cũng rất là dễ thôi. Nhưng mà Đức Mạnh cũng thấy có rất nhiều anh em là cũng đã từng đi học. Và cũng nhiều anh em mà đã học của Đức Mạnh cũng thế thôi. Thì nhiều anh em học xong không chịu ôn. Không chịu ôn để nhớ. Thì anh em sẽ bị những cái làm nó sẽ bị mắc cái bệnh khó ngay. Đúng không ạ? Nó sẽ bị mắc cái bệnh khó luôn. Kể cả cái trường hợp là trên một con xe mà những cái gì chúng ta cần quan tâm đến. Những cái gì chúng ta cần quan tâm đến. Ví dụ bây giờ một cái bệnh 37 ấy. Ví dụ bây giờ Đức Mạnh nói đơn giản một cái lỗi. Thì ví dụ cái bệnh mà báo lỗi 37 của IA chẳng hạn. Thì ví dụ như là những yếu tố gì gây ra để mà bị báo lỗi 37. Thì một là có người trên cái lỗi đấy của xe IA này, nó sẽ báo lỗi là ví dụ như là bị thừa gió. Nhưng anh em phải nhớ được thừa gió là nó ở đâu. Ví dụ như cổ hút, là một là cổ hút bị gây ra thừa này. Hai là doang kim phun cũng hở, cũng có thể gây ra thừa gió này. Ba là đồng tiền hở cũng gây ra thừa gió này. Bốn là van ISC hoạt động sai cũng bị thừa gió này. Nhưng anh em phải làm được, anh em phải nhớ được bốn cái đấy. Thì anh em cứ lần lượt làm từng cái một thì là trên xe đấy nó sẽ ngon được. Nhưng nhiều khi anh em không chịu nhớ được bốn cái cần thiết đấy. Anh em chỉ nhớ được có hai cái thôi. Thì khi anh em làm được hết hai cái đó mà trên xe ta không hết bệnh, thì tự nhiên bỗng dưng ấy, anh em sẽ bị cuống. Anh em sẽ bị cuống lên. Sẽ bị cuống lên và tự nhiên là thành ra là anh em sẽ bị là như kiểu là bị rối lão ấy. Là không thể nào làm được cái gì cả. Nên là anh em làm xe cố gắng, ví dụ như là mình sẽ cố gắng tổng hợp lại những cái, ví dụ như là những cái gì có thể gây ra bệnh này thì anh em có thể tổng hợp lại. Thì tự nhiên là anh em đến một cái ban đấy thì anh em sẽ làm từng lần lượt từng thứ một, thì là anh em sẽ làm được. Ví dụ kể cả như cái ID stop ấy mà Đức Mạnh chia sẻ lên trên mạng cho anh em, thì là nó gồm có bao nhiêu yếu tố, đúng không? Ví dụ nó đang 8 yếu tố, thì 8 cái yếu tố để cho ID stop hoạt động thì anh em phải nhớ được hoàn toàn 8 cái. Thì đến lúc đấy anh em mới làm được. Thì chúng ta nhớ được những yếu tố đấy chúng ta kiểm tra. Còn ví dụ bây giờ anh em chỉ nhớ được 4 yếu tố mà có mấy cái xe anh em làm ấy, thì nó nằm ở trong 4 yếu tố đấy. Ví dụ Đức Mạnh nói là vòng tua máy chẳng hạn, đúng không ạ? Hai là cảm biến nhiệt độ, đúng không? Ba là cảm biến gì ạ? Ba là có thể là do đây đứa nói đơn giản là ba là có thể là cảm biến VS chúng ta không hoạt động, đúng không? Cái ID stop cũng còn chạy. Và cái thứ tư, cái thứ tư là gì ạ? Cái thứ tư là có thể do bình ắc quy. Nhưng anh em chỉ nhớ được bốn cái đấy thôi. Nhưng còn có thể là có cái là có cái bệnh là cũng thể là do IC chẳng hạn. Do IC nó là do IC nó bị chứ. Đấy là nhiều khi anh em không nhớ được hết các yếu tố của nó, thì nhiều khi anh em làm hết được 4 yếu tố rồi, còn 4 yếu tố còn lại em không nhớ, thì nó sẽ gây ra tình trạng gì ạ? Thì nó gây tình trạng anh em lúc đấy sẽ bị là dối, không làm được cái ban bệnh đấy. Đấy, tình trạng là dối quá, không làm được cái ban bệnh đấy. Nên có những anh em gọi điện cho Đức Mạnh nói và hỏi, hỏi Đức Mạnh về cái stop, thì Đức Mạnh cũng nói luôn là anh em cứ xem trong cái video ấy, xem trong cái video mà Đức Mạnh chia sẻ cho anh em về ID stop, anh em cứ xem lần lượt từng bước một. Anh em cứ làm như thế từng bước một là anh em sẽ làm được. Có thế thôi. Chứ anh em nhiều khi là không nhớ được thì là anh em cảm giác là khó thôi. Còn đâu là khi mà anh em đã nhớ được là những yếu tố gì ảnh hưởng đến cái ID stop, thì anh em sẽ kiểm tra lần lượt từng thứ một, thì là anh em sẽ làm được cái đấy. Rất là đơn giản thôi.
Gọi Hoàng Quân bảo em có hỏi không thấy có chạy được không. Anh Hoàng Quân ơi, cái số anh nói lại đi, em hỏi anh, em thấy là anh nói nó không rõ. Anh có thể là đặt lại câu hỏi cho em được không ạ? Đấy chính là những cái mà anh em đang bị mắc phải khi làm xe y. Ví dụ nhá, đối với một con xe của chúng ta là đang không nổ và báo lỗi, thì nếu như theo quy tắc đầu tiên thì anh em phải làm cho xe của chúng ta hết báo lỗi đi. Anh em phải làm cho xe chúng ta hết báo lỗi đi, xong bắt đầu là anh em mới sờ đến cái là cái khác. Nhưng nhiều khi anh em chưa làm đến hết báo lỗi mà anh em đã làm sang cái khác rồi, đúng không? Anh em làm xe báo lỗi chưa hết báo lỗi, anh em đã muốn xe nó lổ lên. Có những cái bệnh nó đã báo lỗi rồi thì anh em làm sao, có những cái bệnh nó báo lỗi mà xe nó không lổ được thì làm sao mà anh em đã làm được, đúng không ạ? Nên là nhiều khi anh em chưa gì, anh em chưa làm hết cái lỗi của nó, anh em đã đòi xe nó nổ thì làm sao được, thì anh em phải xử lý hết được cái lỗi. Ví dụ như hôm trước Đức Mạnh có hỗ trợ cho mấy anh em là xe IA bị báo lỗi R-1 không nổ được. Thì vô cùng khi xe IA mà đã báo lỗi R-1 thì anh em phải hiểu là báo lỗi R-1 mà đã không nổ được thì đồng thời là anh em phải xử lý được hết cái lỗi R-1 đã, thì anh em mới kết nối được máy đọc lỗi. Nhưng mà anh em chưa xử lý được cái lỗi R-1, anh em cứ đòi kết nối bằng máy đọc lỗi vào thì làm sao là máy nào nó nhận. Đấy, nên là anh em không để ý cái đấy, anh em cứ bảo anh ơi tại sao mà cái xe của em không kết nối được máy đọc lỗi. Đấy, rất nhiều anh em bảo cả Đức Mạnh là tại sao mà lại không kết nối lối được máy đọc lỗi. Đức Mạnh bảo là thế cái trên xe của anh có báo lỗi được, có báo lỗi R-1 không. Đấy, nhưng mà anh em bảo có thì Đức Mạnh bảo là anh phải kiểm tra hết các cái mà để nó gây ra báo lỗi R-1. Thì khi mà anh đã xử lý được hết cái lỗi R-1 rồi thì đến lúc đấy anh mới kết nối được máy và anh có thể lổ được xe. Đấy, cái điều quan trọng là ở cái đấy mà anh em phải biết là làm từng bước một. À, anh Hoàng Quân bảo ban bệnh vừa lấy là không thay IC có chạy được không? Thì không thay IC xe của anh vẫn chạy được anh nhá. Xe của anh vẫn chạy được, nhưng mỗi tội là nó ăn xăng thôi. Xe mà cái vừa lấy xe cảm biến TP bị treo thì xe của anh vẫn lổ được và đi được, nhưng mỗi tội xe của anh nó bị tốn xăng và khi lổ gang ti của anh nó không được ngon anh nhá. Và số điện thoại thì là anh Hoàng Quân ơi, tí em sẽ gửi số điện thoại cho anh vào cái Messenger nhá. Tí em nhắn tin số điện thoại của em vào trong Messenger cho anh. Em đọc luôn số điện thoại của em là 088 666 598. À, anh Điệp Trần ơi, thì anh có thể là vào trong cái YouTube ấy, anh vào trong cái phụ tùng và trong cái trang mà phụ tùng xe máy chi ấy, thì anh có thể xem lại cái bài chia sẻ mà em hướng dẫn cho anh em về làm idling stop. Thì trong đấy cái yếu tố mà idling stop không hoạt động cũng có luôn là cái ắc quy bị vấn đề, là cái dòng, cái ampe, gọi là cái dòng điện của ắc quy nó bị kém thì là gây ra mất idling stop. Thì giống như cái câu hỏi ở đây anh nói ấy, là có một xe, à có một anh mới có con xe Atmo idling stop không hoạt động, xe không báo lỗi gì, vòng tua máy chuẩn mà thay ắc quy lại được, thì cái đấy gọi là cái ắc quy của anh là cái ampe của cái gọi là cái dòng điện của bình ắc quy của anh nó bị kém, thì nên là cái idling stop của anh nó không hoạt động anh nhá. Đấy, nhưng mà cái idling stop thì là đấy là anh cứ loại bỏ dần thôi. Thì trong cái đấy anh có thể vào trong đấy anh xem, thì cũng có cái buổi mà em chia sẻ về idling stop ấy, thì anh có thể xem và tìm hiểu kỹ hơn thêm. Nói chung là các cái đồ điện tử ấy, kể cả hàng mới thì là nó cũng phải có lỗi, chứ không có cái gì là ngon hết cả anh em nhé. Cái gì cũng có lỗi chứ không phải là không. Đấy, anh em phải hiểu như thế. Chứ còn không phải là cái đồ mới anh em mình mua là không bị lỗi đâu.
Đức Mạnh cũng mua mới đấy, cũng bị dính lỗi mà, chứ không phải không đâu. Đấy, để nói thật với anh em là như vậy. Đấy, còn nhiều anh em ấy thì là cứ nghĩ là cái nó thật sự luôn, là cứ nghĩ cái FI nó khó quá thì nó chẳng là khó. Nhưng mỗi tội là cái gì mà Đức Mạnh có thể chia sẻ, cái gì Đức Mạnh nói rồi, cái gì cần nhớ thì anh em lên nhớ, và cái gì không cần nhớ anh em không lên nhớ. Ví dụ cái Edistop thì anh em Đức Mạnh cho là rơi tầm 8 hay 9 yếu tố đấy, thì anh em cứ nhớ được những cái đấy đi là anh em làm được. Còn cái màu dây ấy, Đức Mạnh chia sẻ lên cho anh em, Đức Mạnh có yêu cầu anh em nhớ màu dây đâu, đúng không? Đức Mạnh không yêu cầu anh em nhớ màu dây, mà Đức Mạnh đã có lần chia sẻ cho anh em là cái cách nhớ màu dây bằng mẹo, và vị trí nào chân tín hiệu các thứ là anh em Đức Mạnh cũng đã nói rồi. Chứ đừng lên, quan trọng là anh em phải nhớ tất cả các dòng xe này là một màu dây, anh em không nhớ được hết đâu. Tại vì kể dòng Honda thôi, đời xe trước và đời xe sau là cái màu dây đã có một chút thay đổi rồi. Chứ còn anh em mà cứ đi nhớ mà màu dây thì tùy từng đời, cái đời trước đời sau. Ví dụ Vision đời trước nó là một khác màu dây khác rồi, Vision đời sau nó là màu dây khác rồi. Đấy, thì chỉ cần khác nhau một tí thôi là anh em đã đi nhớ theo nó cái dòng xe không kịp. Nên là Đức Mạnh cũng có những cái lần chia sẻ, Đức Mạnh chia sẻ cho anh em cái mẹo để mà anh em có thể là làm được trên xe mà không cần nhớ màu dây. Còn đâu là các cái vấn đề mà trên xe có vấn đề mà chia sẻ thì em sẽ làm thường xuyên hơn. Tại vì đợt vừa rồi em là cũng bận việc, với cộng thêm nữa là Facebook nó hay bị khóa liên tục, thì em cũng là chia sẻ được cho anh em ít hơn. Còn đâu nếu như anh em là đã đăng ký gọi là theo dõi về cái trang này rồi thì anh em có thể là theo dõi trang để em sẽ làm nhiều video hơn cho anh em. Còn đâu là anh em nào mà chưa theo dõi rồi thì có thể chia sẻ cái buổi này cho em. Còn anh em nào chưa theo dõi thì có thể ấn theo dõi trang để có thể là khi em phát livestream thì anh em có thể nhận biết được lúc nào em phát, chia sẻ bán bệnh cho anh em. Anh Hùng Nguyễn bảo thầy cho em hỏi con Ablet 110 béo, em thay quận thay bình mà cứ bật đèn lại bị tụt điện áp. Thay quận thay bình, cái thứ nhất ấy là anh phải xem là cái đường dây sạc, cái đường dây từ cái con sạc của anh lên đến trên ắc quy và qua cầu trì của anh nó có bị cái đường dây tải để nó bị kém không. Và cái thứ hai là gì ạ? Cái thứ hai là anh phải kiểm tra cả sạc. Đấy, nên là rất nhiều anh em là bảo bật đèn lên pha là bị yếu điện biến quy, là cái đấy là anh em cũng phải kiểm soát được cái đường dây mà khi để cho nó sạc vào biến quy ấy, là cái dây đỏ tại chân sạc chạy lên ắc quy có thể là qua cầu trì hoặc là dơ le, thì anh em sẽ kiểm tra. Nếu mà nó qua dơ le thì anh em cũng phải kiểm tra cái tiếp điểm của dơ le anh em nhá. Đấy là cái câu hỏi của anh Hùng Nguyễn. Còn cũng có rất nhiều anh em ấy, cũng có rất nhiều anh em hỏi bệnh em là em có biết, khi nó có những lúc là em biết bệnh rồi nhưng tại vì sao em không trả lời luôn mà em bảo anh em search cái video trên YouTube và xem qua lại cái video đấy để làm gì ạ? Để cho anh em có thể nhớ được. Có nhiều anh em, rất nhiều anh em gọi điện hỏi em, nhưng mà em những cái đấy là em làm chia sẻ miễn phí đấy, những cái đấy là em chia sẻ miễn phí cho anh em, thì là em cũng bảo anh em là vào để xem lại. Cái thứ nhất xem là không phải là em lười hỗ trợ mà xem để cho anh em nhớ được. Nếu mà anh em chưa nhớ thì anh em sẽ nhớ được, anh em hiểu ạ, là anh em sẽ nhớ được cái quy trình làm cái ID stop đấy nó như thế nào. Chứ không phải là có những anh em hỏi Đức Mạnh rõ biết nhưng Đức Mạnh sẽ không nói luôn, mà Đức Mạnh sẽ bảo là vào xem cái video hướng dẫn từng bước một là do nguyên nhân gì, thì là anh em vào đấy thì lần sau Đức Mạnh muốn anh em ôn là lần sau anh em sẽ hỏi được. Anh nếu mà anh thay sạc rồi thì anh chỉ cần kiểm tra lại đường dây dẫn đấy thôi, thì em cũng nói rồi là dơ le và cầu trì. Nếu mà con nào nó qua câu dơ le nó sạc mà qua dơ le nữa thì là nó cũng gây ra tình trạng dơ le bị. Ví dụ như cái đường đề ACG của chúng ta ấy mà nó bị, đúng không ạ? Nó bị thì là nó cũng gây ra tình trạng là bị có con dơ le làm chân ấy, là nó cũng bị gây ra tình trạng sạc yếu. Đấy. Anh chính à, em ở Linh Đàm Hà Nội anh ạ. Em ở Linh Đàm Hà Nội.
Đấy thì nhiều khi ấy mà anh em hỏi Mạnh thì là Đức Mạnh cũng rất là nhiệt tình thôi. Nhưng mà có những cái thì là Đức Mạnh đã có chia sẻ trên mạng thì Đức Mạnh sẽ bảo anh em xem qua. Thì anh em thấy nếu mà lúc mà anh em, Đức Mạnh bảo anh em search trên YouTube ra ấy, search trên YouTube mà thấy mà cái video là Đức Mạnh bảo là anh em vào cái trang đấy tìm cái video đấy, thì anh em cũng chịu khó lên vào đấy tìm cái video đấy ra xem lại. Anh em chỉ bớt chút thời gian lúc đấy thôi. Nhưng khi mà anh em đã xem và anh em nhớ được thì sau là anh em gặp những cái về cái vấn đề đấy thì anh em sẽ nhớ được. Chứ nhiều khi em nói tuột ra cái là cái bệnh này nó bị như thế này thì gọi nó rất là khó. Đấy, anh em nếu mà để sau anh em lại tìm, anh em lại vẫn gặp với cái bạn bệnh đấy thì anh em lại rất là khó làm. Nếu như mà anh em chịu khó xem thì lần sau gặp bạn bệnh đấy anh em lại dễ làm. Đấy. Còn đâu ấy thì cái về cái phần mà rất nhiều anh em là có nhiều anh em gọi điện cho Đức Mạnh hỏi là cái thời gian phun nó cao như này là nó bị làm sao. Đấy, nhưng mà nhiều anh em không hiểu ra, ví dụ như bây giờ cao, thời gian phun cao. Nhưng mà lúc mà Đức Mạnh hỏi là thì oxy bao nhiêu, nhiều khi anh em cũng không trả lời được cho Đức Mạnh. Đấy, và lúc đấy Đức Mạnh bảo thì áp suất khí nạp nhảy thấp nhất là bao nhiêu và nhảy cao nhất là bao nhiêu, anh em cũng không trả lời được. Đấy, cũng không trả lời được cho Đức Mạnh. Nhiều khi anh em không trả lời được thì Đức Mạnh làm sao mà có thể hỗ trợ được, đúng không ạ? Nhiều khi Đức Mạnh hỏi thời gian phun dài, có nghĩa anh em bảo thời gian phun cao bao nhiêu thì Đức Mạnh bảo là, Đức Mạnh hỏi là thời gian phun bao nhiêu, ví dụ anh em trả lời là 3.9 đến 4 chấm chẳng hạn thì ok. Nhưng đến lúc Đức Mạnh hỏi là thế cái KPA gọi là áp suất khí nạp nó nhảy được bao nhiêu, cao nhất bao nhiêu, thấp nhất bao nhiêu, anh em bảo em không biết. Sau Đức Mạnh hỏi thêm câu nữa là thế cái cảm biến oxy nó báo bao nhiêu, anh em cũng nói là không biết lốt. Thì bây giờ đấy, nếu mà anh em bảo không biết thì làm sao Đức Mạnh trợ giúp được. Đấy, để mà nói thật luôn là như thế. Nên có những anh em nào mà hỏi những cái trường hợp đấy là nhiều khi là không trả lời được em. Nên là em cũng rất hơi, em là nhiều khi em cáu là em hay quát. Đấy, để nói thật là như thế. Nên là những lúc nào mà anh em nào mà bị em cáu em quát là cũng thông cảm nhé. À, Phụ Tùng Nhân Nguyễn ơi, nếu mà bạn search YouTube thì bạn vào là Phụ Tùng Xe Máy Chi nhá. Phụ Tùng Xe Máy Chi. Đấy, search YouTube là Phụ Tùng Xe Máy Chi thì đã sẽ ra trang đấy. Khóa học hàng tháng là ngày nào? À, anh Chính Nhà ơi, tại vì cái khóa học hàng tháng thì em sẽ thông báo lên cho anh em. Tại vì cái đợt này ý, dịch ở ngoài Hà Nội nó rất là căng, nên thành ra là em đã dám mở lớp lại đâu. Đấy. Đấy, nên là cái lúc nào là cái dịch ở ngoài Hà Nội bớt đi thì bắt đầu em mới dám mở lớp. Tại vì ở sau nhà em cách được có mấy nhà thôi là có người bị F0 rồi, nên là đợt này em có dám mở lớp đâu. Bây giờ mà lớp ban ngày hoặc là buổi tối là ở chỗ gần chỗ em là dịch cũng khá là nhiều, nên là em có dám mở đâu. Nên lúc nào em mở thì em sẽ thông báo lên trên trang này thì cho anh em biết. Anh Bình Xe bảo là công việc quát là bình thường. Không phải đâu anh ạ. Tại vì sao là em một ngày rất nhiều cuộc điện thoại để trợ giúp cho anh em. Nhưng mà nhiều khi có những anh em là hỏi em bệnh xe nhưng mà trong khi đấy là có đứng ở cạnh xe đâu. Gọi điện cho em hỏi bệnh xe nhưng mà không đứng ở cạnh xe, lại cứ hỏi em không thôi. Thế nhiều khi em đến khi mà hỏi em thì em chỉ hỏi nhanh là cái này của anh là như nào. Em hỏi để cho anh em trả lời là cảm biến oxy bao nhiêu, KPA nhảy bao nhiêu. Khi anh em trả lời được em cái đấy phát là em sẽ nói là anh cần kiểm tra cái này đi. Nhưng anh ấy không trả lời được thì có nghĩa là vừa mất cái công việc của anh ý, mà em lại vừa bị mất thời gian. Đấy, nên là nhiều khi nó cáu ở chỗ đấy. Thì là em cũng nói luôn là nếu như anh em nào đã từng đang xem livestream mà đã từng bị em quát thì cũng nên thông cảm. Con Ablet 2013 bật đèn pha cốt bị nhấp nháy. Cái đấy thì anh Đỗ Văn Hải anh kiểm tra cái mát nhá. Cái mát mà IC nó dập mát cho cái đèn pha ấy. Đấy thì anh kiểm tra cái mát đấy xem là có những trường hợp cái mát của cái đấy là IC nó dập mát ra nó bị kém thì là bóng đèn của anh nó sẽ bị nhấp nháy. Đúng không ạ? Khi nó sẽ bị nhấp nháy thì là khi mà anh ga to lên thì nó sẽ sáng, mà khi anh giảm ga thì nó lại tối đi. Thì đấy là cái dập mát hơi kém thì
nhiều anh em đã dùng cái cách là đấu cái mát đấy thẳng ra khung để cho nó sáng đấy anh nhá. Thì anh kiểm tra đấy cái Đỗ Văn Hải. À, anh Điệp Nguyên Khắc là em đang dạy ở Linh Đàm Hà Nội anh nhá. Em dạy ở tại cửa hàng em và ở tại nhà em luôn. Là em dạy ở Linh Đàm Hà Nội. Anh Nguyễn Đức Trung bảo xe AB nó dừng không tắt máy là bị sao đại ca? À Nguyễn Đức Trung ơi, à, bạn có thể là search YouTube là cái YouTube là phụ tùng xe máy chi. Xong rồi tìm ở cái chia sẻ mà ở trong cái nhóm đấy, ở trong cái trang trên YouTube đấy, bạn tìm cái vấn đề là Đức Mạnh chia sẻ về cái những cái yếu tố để cho idling stop hoạt động. Thì bạn search ra đấy để bạn xem. Thì là mình cũng chia sẻ là có 8 yếu tố. Thì bạn cứ làm lần lượt từng yếu tố một, thì là bạn sẽ làm được cái idling stop thôi. Idling stop rất là dễ. Chủ yếu là bạn chỉ cần nhớ được cái quy trình là những cái gì nó sẽ ảnh hưởng đến idling stop, thì là bạn sẽ giải quyết được cái việc đấy thôi. Đấy, bạn cứ search ở trên YouTube ra là cái phụ tùng xe máy chi. Và ở đấy bạn sẽ tìm cái bài mà Đức Mạnh chia sẻ ở trên mạng ấy. Thì anh em có thể là vào đấy xem. Còn nếu như mà bạn mà cũng không tìm được, thì bạn có thể là inbox cho Đức Mạnh. Đức Mạnh sẽ gửi cái link, cái link trang YouTube đấy cho bạn, để bạn có thể xem. Đấy, nếu như anh em nào lấy mà vẫn vào view như là cái link mà xem về các yếu tố của idling stop không hoạt động, thì anh em có thể là nếu như anh em không tìm được thì anh em có thể là nhắn tin qua Messenger xin link, thì mình sẽ gửi link cho anh em, link về cái YouTube đấy anh em, cho anh em xem cho nó dễ, cho anh em đỡ phải tìm. À, tay ga Xuân Dần bảo là xe sao không đề được. Không đề được á? Nó nhiều cái để hỏng lắm anh ạ. Xe không đề nhiều cái lắm. Anh Điệp Trần đây là nhóm, là nhóm nào anh nhở? Anh có thể nói nhóm về thì em tang vào cho. Em tang cái, em gửi link Facebook cho anh em. Anh bảo là nhóm nào nhở? Thì để em gửi cái link Facebook cho anh em. Thì cái làm xe này của anh em chỉ cần chịu khó để ý thôi anh em ạ. Chịu khó để ý là anh em sẽ làm được xe y thôi. Chứ anh em đừng có nghĩ là nó khó quá. Mà anh em, có rất nhiều anh em nói chuyện với Đức Mạnh ấy, nói chẳng chia sẻ luôn là như này. Có nhiều anh em là nói chuyện là, có những anh em đang làm xe gọi điện cho em, bảo là chưa gì, chưa kiểm tra một cái gì cả, anh em đã bảo Mạnh ơi, thì cái bệnh xe của anh như này thì có bị IC không? Đấy, nó thật là như thế, cứ bảo em là có bị IC không. Thì bây giờ là Đức Mạnh cũng nói rõ luôn là bây giờ anh cứ bình, có nghĩa là nhá, anh ý cái câu chuyện như này này, anh ý mua một bộ dây điện mới cứng, mua một bộ dây điện mới cứng của con Lô Vô Lâm, và mua một con IC mới cứng ở hãng của con Lô Vô Lâm. Anh ý về mà bây giờ là trên xe của anh ý là anh ý đề là bị mất điện cao áp. Nhưng anh ý lại cứ hỏi Đức Mạnh là bây giờ xe bị mất điện cao áp thì là có phải là bị hỏng IC không? Thì lúc đấy là anh ý như kiểu là bị cuống rồi. Đấy, anh em phải hiểu lúc đấy là anh em đấy là cũng như kiểu là bị cuống rồi. Anh em cứ bảo Đức Mạnh là anh ơi có bị IC không, thì mình cũng nói luôn là cái này anh cứ bình tĩnh. Kẻ khách ngồi đấy anh cứ bình tĩnh cho em. Bình tĩnh mà làm, từ từ thôi mà làm. Anh làm từng bước một theo em chỉ dẫn thì anh sẽ ra được bệnh xe. Càng cuống, anh cứ càng cuống lên là anh sẽ không làm được đâu. Đấy, có anh em gọi điện cho Đức Mạnh, Đức Mạnh cũng nói thế. Thì bây giờ anh kiểm tra từng thứ một nhà cho em. Thì Đức Mạnh cũng nói là anh kiểm tra từng thứ một nhà. Thì vì sao là con đấy là kiểm tra ra thì anh em là bị con đấy là bị cảm biến TB, nó gây ra mất điện cao áp. Đấy, thì mới đầu anh em đang chưa làm được thì anh em lúc đấy là bị khách người ta thúc. Thế là anh em cứ cuống hết cả lên, cứ gọi điện cho Đức Mạnh bảo là ừ cái này có phải bị TB, à có bị hỏng IC không. Thì lúc đấy thì anh em cũng thật sự là mình nghe cái giọng như thế là bị cuống rồi. Thì Đức Mạnh cũng nói là anh cứ từ từ, anh cứ bình tĩnh để em hỏi đã. Thì xong Đức Mạnh cũng hỏi luôn
là từng thứ một. Đức Mạnh hỏi từng thứ một xong bắt đầu Đức Mạnh bảo là anh cứ từ từ kiểm tra cho em những bước này. Khi mà anh kiểm tra xong những bước này rồi anh trả lời em thì em sẽ có kết luận cho anh là bị hỏng cái gì. Thế vì sau kiểm tra bắt đầu gần đến cuối cùng thì là bị cái cảm biến TP, thì là anh ấy thay bảo là ok ngon rồi. Đấy là nhiều anh em là bị cái, là Đức Mạnh cũng nói thật, nhiều anh em bị cái là bị cái khi mà có khách hàng ở tại chỗ mà lúc đầu tiên anh em đoán ra là bị IC rồi, mà anh em mua IC và anh em cắm vào mà đã không được tiếp, là đến lúc đấy là anh em bị run rồi. Khi đấy là anh em bị run rồi. Bị run thì khi mà anh em đã bị run như vậy rồi thì đến lúc đấy là cái người mình không thể giải quyết được bất cứ một cái gì. Mà cái lúc đấy đã run rồi nhá anh em nhá, mà chỉ cần khách hàng hỏi là anh ơi xe của em xong chưa, đã được chưa, hoặc là khách hàng chỉ cần hỏi thêm một câu nữa là anh ơi anh có làm được, có anh có sửa được cái xe của em hay không, là lúc đấy gọi là kiểu dạng như là quắn đít rồi, không biết làm được cái gì nữa cả. Đức Mạnh cũng chứng kiến, mà ngày xưa, chính ngày xưa Đức Mạnh cũng là người bị như thế rồi. Bị chính cái áp lực của khách hàng ấy, người ta đè lên mình quá, nên thành ra là khi mà mình đã bị bí, là khi mà chúng ta kiểm tra hết rồi mà chúng ta không biết kiểm tra trên xe của chúng ta là bị cái gì nữa, thì cái lúc đấy là chúng ta đã bị cuống hết lên rồi. Là khách chỉ còn hỏi vài ba câu nữa là anh không làm được à, hay là anh ơi xe của em xong chưa, em đang vội lắm. Là lúc đấy thì Đức Mạnh nói thật luôn là cuống quýt tuýt mù hết cả, chẳng biết làm được cái gì nữa. Đấy nên là khi mà có những anh em là hỏi gọi điện cho Đức Mạnh là Đức Mạnh đều đa phần phải bảo là anh cứ từ từ thôi, anh kiểm tra từng thứ một cho em, phải bình tĩnh. Cái lúc này là cái lúc anh phải bình tĩnh. Nó như kiểu là anh em phải hiểu như kiểu lúc đấy là chúng ta phải giữ được cái đầu lạnh ấy. Đấy, chúng ta phải giữ được cái đầu lạnh. Chứ lúc đấy chúng ta mà không giữ được bình tĩnh là chúng ta lúc đấy nó như kiểu là bị như kiểu là bị làm sao nhỉ, bị cuống ấy cả lên ấy, bị cuống lên mà lúc đấy chúng ta không làm cái gì cả. Đấy, nên mà khi mà chúng ta đang bị áp lực, giữa khách hàng bị dục, mà cộng thêm nữa là chúng ta lúc đầu tiên chúng ta đã phán đoán cái bản bệnh sai rồi, thì đến lúc đấy là anh em phải cố gắng làm sao để giữ lại được cái bình tĩnh, để anh em phải sớm rà soát lại từ đầu. Đúng không? Chúng ta lại phải rà soát lại từ đầu xem là mình đã làm bị thiếu cái, thiếu sót cái đoạn công đoạn nào mình bắt bệnh, thì là lúc đấy là anh em có thể là rà soát lại, và trong khi đấy là anh em có thể gọi điện cho Đức Mạnh hoặc là cho ai để hỗ trợ thêm. Đấy, thì là chúng ta phải rà soát được lại những cái đấy thì chúng ta sẽ ra được bệnh thôi. Chứ anh em, nhiều anh em Đức Mạnh thấy là cuống lắm. Gặp những cái, Đức Mạnh cũng là đã từng người bị như thế rồi mà. Đức Mạnh cũng từng là người bị cuống như thế rồi. Đến lúc là cái lúc cuống đấy là trong đầu nó ong hết cả thủ, chẳng nghĩ ra cái gì. Nó không nghĩ ra được cả để mình làm gì để cho được việc ở cái lúc này cả. Đấy, nhiều khi là nó như thế. Đây, để mình đọc cái comment của anh em mình nhá. Anh cho em hỏi con Atila FSI sao nổ máy đèn. Có nghĩa là anh Đức Cảnh, Võ Đức Cảnh à, Đức Cảnh Võ là bảo là anh ơi xe Attila FI sao lổ máy đèn FI. Đèn Miu à? Đèn Miu sáng suốt hay là gì đấy, sang sướng là như nào em? Đức Mạnh là đọc, anh em viết không dấu là Đức Mạnh đọc chẳng rõ. Anh có thể là viết lại cái comment này đi để em có thể trả lời cho anh em. Tại vì anh viết là không có dấu đầy đủ. Và em chào tất cả 74 anh em đang xem nhá. Em chào anh Thanh Triều, em chào anh Tây Ga Quốc Cường. Ô sao anh Tây Ga Quốc Cường bảo là gọi điện cho Đức Mạnh là ok nhất. Em chẳng biết là em đã hỗ trợ cho anh chưa hay sao ấy. Chẳng biết là anh Quốc Cường đã gọi điện cho em hỗ trợ hay chưa. Thì em không nhớ lắm. Không nói thế đâu anh Quốc Cường ạ, nhiều khi là có những anh em gọi điện không được. Tại vì có những lúc là em có những lúc là em bận quá, nhiều khi không nghe máy kịp anh ạ.
Vậy chào anh Quân. Anh Điệp Khắc và Mùi Xăng Sống là sao anh Điệp Khắc ơi? Anh Điệp Khắc và Mùi Xăng Sống là sao nhỉ? À thế là em đã từng hỗ trợ cho anh Tay Ga Quốc Cường rồi à? Nhưng mà anh Trần Lâm bảo là Exciter sáng đèn LED liên tục. Anh sáng đèn LED liên tục nhưng mà trong khi đấy xe của anh có nổ được không? Còn đâu là em cũng nói luôn này, anh Trần Lâm phải hiểu này. Khi trên xe của Exciter 150 thì nếu như ví dụ mà trên xe của anh nó có một cái lỗi lịch sử. Ví dụ như anh chỉ cần là rút cái rắc cảm biến ra, kim phun ra để anh vệ sinh lại kim phun, mà trong cái quá trình anh không tắt khóa, thì khi anh cắm lại cái kim phun vào anh lổ máy lên thì cái lỗi lịch sử anh không xóa đi ấy, thì trên dòng X150-2020 nó sẽ hiển thị cái đèn báo lỗi suốt. Cái đèn báo lỗi gọi là cái đèn vàng ấy, của cái đèn FI ấy, nó sẽ sáng suốt. Thì anh bắt buộc anh phải xóa lỗi, bắt buộc anh phải xóa cái lỗi đi thì là nó mới tắt được đèn. Như các cái xe thông dụng ngày xưa ấy của anh em mình, là anh em chỉ cần là, một là anh em rút rắc kim phun ra mà nó báo lỗi, xong anh em chỉ cần tắt khóa đi bật lại là trên xe, cái đèn đầu trên xe của chúng ta, trên mặt đồng hồ, cái đèn FI nó sẽ không sáng và nó sẽ không báo lỗi nữa. Nhưng nếu như đối với những dòng xe X150 đời mới thì là khi mà trên xe của ta sinh ra một cái lỗi mà quá khứ, mà vô tình anh em tháo vọng ga ra vệ sinh mà anh em không tắt khóa, mà nó đã có một cái lỗi lưu ở trong IC, thì xe của chúng ta vẫn nổ nhưng đèn FI nó sẽ vẫn sáng, thì anh em phải xóa được cái mã lỗi đi thì cái đèn FI nó mới tắt nha anh em nhá. Đấy là cái là dòng X150 mà có đèn LED, là cái đấy là anh em nên lưu ý, là khi mà cái lỗi lịch sử của ta mà vẫn còn thì là anh em phải xóa lỗi đi thì cái đèn đấy nó mới tắt. Còn đối với những dòng xe trước đấy thì là phải có lỗi hiện tại thì đèn nó mới nhấp nháy sáng. Còn đây là cái lỗi chỉ cần, nếu mà đời 2020 thì chỉ cần có lỗi lưu, có lỗi bất cứ lỗi lưu nào là nó sẽ báo lỗi anh em nhé. Đấy là nó sẽ hiển thị lỗi liên tục, là bắt buộc anh em phải cắm máy đọc lỗi để xóa cái lỗi đấy đi thì là nó mới tắt. Đấy, đối với dòng X2020, thế là nếu mà xe vẫn nổ bình thường, hoạt động bình thường, không gây ra yếu tố ủn tắc gì, thì bạn Lâm Trần lên về lấy máy đọc lỗi, xóa mã lỗi đi là ok. À, bạn sửa xe Bảo Hân ơi, mình đã chia sẻ, Đức Mạnh đã chia sẻ cái ban bệnh rồi, chia sẻ ở đầu video ấy, thì bạn có thể xem lại cái video này. Còn đâu là mình đã chia sẻ ban bệnh đầu tiên rồi, và bây giờ là mình chỉ đang ngồi giao lưu của anh em thôi. Còn đâu mình cũng vừa mới chia sẻ một ban bệnh cho anh em rồi, thì cái đấy là bây giờ bạn có thể là giao lưu của anh em ở đây. Xong cái thì là anh bạn là Bảo Hân có thể xem lại cái video ở lúc đầu tiên là Đức Mạnh vừa chia sẻ rồi nhá. Anh Quân bảo ok, lúc nào anh thích anh xuống em thì là về vấn đề học thì em sẽ hướng dẫn thêm cho anh thôi, có gì đâu. Chào Việt Thái nhá. Đúng rồi, Lâm Trần là, anh Lâm Trần là nếu như mà xe lổ bình thường thì bạn lên xóa lỗi, cầm máy đọc lỗi và xóa lỗi đi cho mình là cái đèn đấy nó sẽ tắt. Còn đấy là bạn lên chú ý là đối với những dòng xe Exciter 2019 đổ đến 2021, là nếu như trên xe ấy mà có báo lỗi lịch sử hoặc là lỗi lưu, gọi là lỗi lưu, thì là cái xe Exciter nó sẽ báo lỗi. Kể cả xe không đi không vấn đề gì nó sẽ báo lỗi, thì chúng ta phải tiến hành xóa lỗi lịch sử ấy đi, gọi là xóa lỗi lưu, thì là xe của ta sẽ, cái ba đèn đấy nó sẽ tắt. Đấy nhá, bạn lên làm vào đấy.
Anh tay xa dần bảo xóa máy. Đúng rồi, anh tay ga xuống dần ạ, phải xóa máy. Anh Trần Dung bảo là chỗ Đức Mạnh có bán cái bộ phớt nước xịn của SH208 không? Mình gặp con xe mà nhờ mấy bạn sửa IC cho nó, thay phớt 3 lần rồi không được. Ơ, bạn hỏi cái câu này mình thấy là nó hơi bị mông lung một tí. Là có nghĩa là bạn đã hỏi là cái phớt nước mát của SH208, mà xong mình bạn lại bảo là mình gặp con xe mà nhờ bạn sửa IC cho đó. À rồi. Phớt nước mát thì nếu như xe đấy bạn cứ thay trục. Phớt nước mát thì có phớt tốt, nhưng mà nếu như Đức Mạnh hay dùng thì nói thật là Đức Mạnh dùng cái phớt latex ấy, cái phớt nước hàng latex. Và khi mà thay cái phớt nước thì Đức Mạnh sẽ thay luôn bi, bi của trục bơm nước và trục bơm nước. Đấy thì là nó sẽ hết. Còn không cần thiết là anh em phải mua, phải tìm, phải mua hẳn một cái bộ phớt nước mát xịn làm gì cả. Anh em chỉ cần mua cái bộ phớt nước mát của latex, Đức Mạnh có ai dùng của latex. Và anh em chưa lưu ý là nếu như mà phớt đã tốt rồi nhưng mà đối với vòng bi phải không dơ, và cộng thêm là trục của chúng ta không bị rỗ thì là nó sẽ tốt. Còn nếu mà trục rỗ với cả vòng bi của chúng ta bị dơ thì anh em thay phớt xịn đến mấy thôi thì nó cũng thế cả. Đấy nha bạn Trần Dung. Đấy, bạn chỉ cần là mua cái phớt latex thôi được. Và bạn thay kèm theo là vòng bi và trục bơm nước là ok. À em chào anh Dương Công nhá, em cảm ơn anh. Vâng, đợt này thì là em cũng khỏe hơn rồi. Và cũng có thể livestream được nhiều, nhưng đợt vừa rồi em cũng hơi bận một chút nên là cũng ít chia sẻ livestream cả cho anh em. Nhưng đợt này em sẽ, anh em nào chưa đăng ký cái trang này thì anh em có thể đăng ký. Thì sắp tới là em sẽ chia sẻ chắc thường xuyên hơn đấy. Tại vì đợt này là em cũng cái thứ nhất là sức khỏe cũng ok rồi và cũng đỡ bận hơn, thì là em sẽ chia sẻ nhiều hơn cho anh em. Vâng, chào anh Đức Quyền nhá. Ok là Lâm Trần, anh em Lâm Trần mà cảm ơn. Anh Tây Gia Sơn Dần mà chỉ em cách xóa lỗi thủ công IA, em chịu. Cái khóa lỗi thủ công của IA thì em chịu. Thế thì anh Trần Dung ơi, mai nhá, mai anh có thể là gọi điện cho em. Em sẽ hỏi trình tự và chi tiết cái vấn đề mà cái đường nước của anh nó bị làm sao. Thì em sẽ hướng dẫn thêm cho anh. Thì em sẽ hướng dẫn thêm cho anh về cái vấn đề là cái xe đấy của anh đường nước nó như nào, thì em sẽ tư vấn thêm cho anh. Để cho nó dễ anh ạ. Còn đâu ấy, như anh em, tại vì sao là Đức Mạnh cũng hay khuyến mãi những cái gọi là để cho hỗ trợ cho anh em, hỗ trợ cho anh em về cái vấn đề dạy học online, là để cho anh em là lấy cái máy về để anh em cũng có thể sử dụng được cái máy nó thông thạo. Nhưng Đức Mạnh lấy máy về, Đức Mạnh tính bài toán kinh doanh ác lắm. Khi mà Đức Mạnh lấy một cái máy, thiết bị máy về là Đức Mạnh phải trong đầu ấy, thì nói thật với anh em là trong đầu Đức Mạnh đã phải hướng tới là cái khai thác để mình dùng cái gì để khai thác được, dùng cái gì để khai thác được khách hàng, mà cái máy này nó dùng khai thác như thế nào. Đấy, Đức Mạnh nói thật luôn. Anh em chờ tí nhá, Đức Mạnh cho xem một loạt máy của Đức Mạnh để cho biết là anh em thấy Đức Mạnh là đầu tư máy đến mức độ nào. Để cho anh em xem nhá, xem là Đức Mạnh đầu tư máy móc nhiều đến mức độ như nào. Anh em chờ chút Đức Mạnh ra lấy máy cho anh em xem.
Đây rồi. Chào tất cả anh em. Nên là ấy, anh em cố gắng, khi mà anh em đã xác định đầu tư một cái gì thì anh em cố gắng lên là lên nghĩ cái phương án để dùng máy đọc lỗi để anh em tư vấn cái khách hàng của chúng ta làm sao để cái công năng cái máy sử dụng máy của anh em ấy nó phải tạo ra cái doanh thu cho anh em. Thì khi mà anh em đã hướng dẫn chơi lên đấy đồ chơi công nghệ, mình nghỉ rồi anh nghỉ rồi em ạ. Không. Thì là anh em khi mà anh em đã đầu tư công nghệ thì anh em sẽ kiếm được lại để anh em có thể duy trì được. Cứ nhiều anh em cứ mua về, mình thấy Đức Mạnh thấy là anh em cứ mua máy về anh em để không ấy, nó phí lắm. Anh em cứ mua máy về anh em để không phí lắm. Vâng, em chào anh phố lối nhá. Cái cách đồng bộ khóa tìm xe của Amlet 2011 thì nếu mà anh thích thì em gửi video cho anh nhá, anh học Trần Văn. Đấy, thì khi mà anh em mà đã không mua máy về mà anh em không có cái gọi là cái bước kinh doanh, gọi là cái khi mà anh em mua máy về anh em phải có cái kế hoạch, đúng rồi. Đức Mạnh vừa đấy không nhớ ra. Thì anh em phải có cái kế hoạch. Kế hoạch là khi chúng ta mua máy về chúng ta phải có kế hoạch gì. Cái kế hoạch là để chúng ta khai thác được cái máy, nó kiếm ra được cái doanh thu của chúng ta. Và khi đấy thì chúng ta hẵng lên xuống tiền về máy đọc lỗi. Chứ nhiều anh em Đức Mạnh thấy là mua về không làm gì cả. Còn đây Đức Mạnh sẽ cho anh em xem nhá, là ở tại cửa hàng Đức Mạnh dùng những cái máy nào cho anh em xem. Đây này, đầu tiên anh em nhìn này, là một con chính hãng Honda nhá. Đấy, đầu tiên là một con chính hãng Honda này. Và con thứ hai là con máy gì? Con thứ hai, anh em nhìn rõ cái logo chưa ạ? Con thứ hai là con SQM, đúng ạ, máy chính hãng SQM. Và con thứ ba này, con thứ ba thì đây là, anh em nhìn đây là máy gì? IA đây ạ, máy Yamaha. Đấy, đúng ạ, đây con thứ ba là Đức Mạnh dùng là con máy Yamaha. Đấy là và con thứ tư nhá, con thứ tư Đức Mạnh dùng này, đây anh em nhìn này, con thứ tư này, con này là con pad của Piezo. Đây anh em nhìn đây là chữ Piezo này. Đấy, con này con pad của Piezo. Đấy là bốn cái máy mà hiện tại Đức Mạnh đang dùng tại cửa hàng, và cộng thêm nữa là Đức Mạnh dùng luôn cả Smartoon. Đấy, Đức Mạnh dùng luôn cả Smartoon nữa. Đấy là bốn cái máy mà Đức Mạnh hiện tại đang dùng. Nên mà nhưng mà tại sao Đức Mạnh lại dám? Tại sao mà Đức Mạnh lại đang dám đầu tư nhiều như vậy? Dám đầu tư máy nhiều như vậy nhưng Đức Mạnh không sợ. Là tại vì là mỗi một cái máy mua về là Đức Mạnh đã lên sẵn trước một cái kế hoạch. Kế hoạch để cho cái máy này nó sẽ là khai thác như thế nào để triệt để. Nó khai thác như thế nào triệt để cho anh em, cho anh em sử dụng. Đúng không ạ? Cho anh em, thứ nhất là thợ sử dụng, cái thứ hai là Đức Mạnh sử dụng. Nó phải ra được, tạo được ra doanh thu cho Đức Mạnh thì Đức Mạnh mới đầu tư. Còn nếu như mà không tạo được ra doanh thu ấy thì Đức Mạnh sẽ không mua. Thì tại vì sao, như giống như anh em mua cái máy, anh em tại sao anh em mua máy Smartoon của Đức Mạnh ấy? Đức Mạnh khuyến mãi dạy học online miễn phí. Không phải là cái vấn đề mà được dạy học hay không, đấy Đức Mạnh nói thật luôn. Mà cái vấn đề ấy là khi mà Đức Mạnh dạy thì Đức Mạnh khẳng định luôn 100%, không có bất cứ anh em nào đang chưa biết gì về FI mà học xong một phát mà làm được luôn cả. Xin lỗi luôn, không có luôn. Kể cả học của thầy, bất cứ thầy nào đi chăng nữa, mà học một lần khóa đầu tiên mà về anh em có thể làm được tất cả bệnh xe. Nếu như anh em làm được 50% của cái bản thân, làm được 50% thôi của cái chương trình học,
là anh em đã thành công lắm rồi. Đã là thuộc dạng người cực kỳ nhanh ý và cực kỳ thông minh thì mới làm được như thế. Còn đâu đa phần có anh những anh em học xong chỉ làm được 30%, được 30% cái kiến thức học thôi. Nên tại vì sao là Đức Mạnh biết thừa là anh em học xong cũng không bao giờ thể là, cái thứ nhất là sử dụng máy được hết công năng, cái thứ hai là nhớ được hết các kiến thức. Nhưng có cái mà để cho anh em phải nhớ là Đức Mạnh đã bán máy, là Đức Mạnh phải hỗ trợ cho anh em khi anh em gặp bận bệnh khó. Thì chính cái Đức Mạnh dạy cho anh em đấy là anh em là khi mà gặp bận bệnh khó mà mua máy đọc lỗi của Đức Mạnh, là gặp bận bệnh khó Đức Mạnh hỗ trợ là khi anh em hỏi đến cái vấn đề gì thì Đức Mạnh sẽ hỗ trợ cho anh em và hỏi là cái này nó như thế nào, trên máy anh nhìn nó như thế nào, trên máy anh nhìn nó như thế nào thì anh có thể trả lời lại cho em, thì em sẽ hướng dẫn được cho anh. Thì đấy mới là cái quan trọng. Tại vì em nói thật là ai bán máy bây giờ cũng phải có cái trách nhiệm để hỗ trợ cho cái anh em lấy máy. Thì em cũng muốn là tạo cái điều kiện là để khi mà anh em mua máy về thì để anh em làm gì ạ? Anh em biết cách sử dụng là nhất. Cái thứ hai là biết để mà khai thác được, để tạo ra doanh thu. Thì đấy mới là cái điều quan trọng. Chứ còn đâu rất nhiều anh em là mua máy về cũng có khai thác được đâu. Đấy, cũng không khai thác được. Thì thành ra là tự nhiên là bỏ ra mười mấy 20 triệu, coi như là bỏ mua về xong bỏ đấy, không dùng đến. Cùng lắm chỉ sử dụng chức năng xóa và reset IC. Đấy, thế nên thành ra là rất là khó. Thế nên bản thân Đức Mạnh là những ai mua máy ấy, thì là Đức Mạnh cũng khuyến mãi là để cho anh em là sẽ thuộc gọi là vững tay nghề hơn một chút, để gọi hỗ trợ cho anh em. Còn đâu là những anh em nào ấy mà Đức Mạnh cũng nói rõ rồi, những anh em nào đã xác định mua máy thì anh em lên một cái kế hoạch để khi mua máy về mình có một cái chiến lược, mình có một cái chiến lược để mà tư vấn, chiến lược để tư vấn cho khách hàng, để làm sao mình tạo được cái doanh thu cho cửa hàng. Đấy, chứ không phải là đơn giản. Không, anh Điệp Khắc bảo là đến bao giờ mới thu được lại 18 triệu. Thì để mà nói thật sự như này, nếu như anh em bảo là đến bao giờ thu được 18 triệu thì cũng rất là khó. Bản thân là anh em mua về là để anh em để cho cái thứ nhất là cái hình ảnh cửa hàng, cái thứ hai, ok anh Điệp Trần ơi, hôm đó em sẽ làm video cho anh em về cái vấn đề là máy Smart Tool anh nhá, kết nối với CIA. Thì nhiều anh em bảo là bao giờ kiếm lại được 18 triệu đúng không? Thì Đức Mạnh nói luôn là thứ nhất anh em lấy về được cái lợi về cửa hàng, thứ hai là được cái lợi gì? Được cái lợi là nếu như anh em có kiến thức thì anh em lại bắt bệnh nó nhanh hơn. Còn đâu nếu như mà có một cái để anh em mà gọi là có chiến lược để mà khi mà có máy về anh em khai thác thì nó thu hồi vốn rất là nhanh. Mà cái máy thì nó tồn tại với anh em mình nó lâu dài chứ không phải là nó là trong chốc lát. Nên tại sao anh em ngày xưa ấy, ngày xưa kể cả Đức Mạnh cũng mua cái máy Zalop ấy, anh em nhớ không? Anh em cũng bảo là đến bao giờ thu lại được 16 triệu, vá xe đến bao giờ thu lại được. Nhưng vì sao là, tại vì sao anh em đấy? Bây giờ cửa hàng nào cũng phải có một con máy Zalop. Không có thì không chịu được. Thì bây giờ cái công nghệ 4.0 của chúng ta rất phát triển. Thì bây giờ chúng ta cũng lên có cái máy, lên có cái máy đọc lỗi và cũng biết cách là khi cái chìa khóa xe của ta bị mất, smart key bị mất thì chúng ta sẽ biết cách để làm cho khách hàng cái chìa khóa khác. Cái đấy là cái tối thiểu là anh em cũng đã làm được rồi, đúng không? Nếu như anh em không biết thì là có thể bên Đức Mạnh cũng đã có cái hướng dẫn cho anh em. Đúng rồi anh Điệp Khắc, mình có định nhanh. Chứ còn nếu như mà tính cái bài toán mà đến bao giờ lấy lại được, đúng không ạ, đến bao giờ lấy lại được cái máy, thì Đức Mạnh nói thật luôn, bốn cái máy này, những cái máy này của Đức Mạnh ấy, thì nếu như Đức Mạnh đã có suy nghĩ mà bảo bỏ tiền ra mà mua, đúng không, mà đến bao giờ lấy lại được máy, thì đấy để mà nói thật với cả anh em,
Riêng dàn máy này của Đức Mạnh và cộng thêm máy tính, máy tính của Đức Mạnh nữa, mà chưa tính máy Smart Tool với các phần mềm trên máy tính, thì của Đức Mạnh bây giờ nó phải lên đến hơn 100 triệu. Đấy, đây là nó thật là như thế. Đúng rồi, có rất nhiều anh em nhá. Có anh em, mình nói thật, có anh em ở Hải Phòng, mình mang cái máy xuống cho anh em mà nhòng trong vòng một tuần là bạn biết, anh em biết không, anh em ấy mở tour đến 50 xe, mở tour mới remap 50 xe một tuần đấy, trong vòng một tuần. Thì mà Đức Mạnh hỏi là thế một xe anh ấy bao tiền, anh bảo một xe anh ấy 500 nghìn. Thì anh em nhân lên một tuần làm 50 xe, 25 triệu chưa. Đấy là trong vòng một tuần là anh em đấy có lãi rồi. Không có những anh em mở kinh khủng thuật, nhưng có những anh em làm thì cũng túc tắc thôi. Đấy, chứ không phải là cứ cửa hàng nào mang về là nó cũng đông. Đấy, nó thật là như thế. Còn đâu là như anh em cũng nói rồi, là lấy cái lọ bùi kia là cũng đúng. Đấy, thật sự là có lấy cái lọ bùi kia là đúng thật. Motocan anh ơi, Motocan chưa mở được anh nhá. Motocan thì chưa mở được tour. Motocan mà máy 7.0 cộng Motobook thì mới đang có cái chức năng tuning thôi. Tuning lại cái IC của đời 2009, 2011, 2012 để cho xe đỡ ăn xăng thôi. Còn đâu là để mà mở tour chưa làm được anh nhá. Anh Phạm Dự nhá. À anh Điệp, các Nguyễn ơi, nói chung là cũng không hẳn đâu. Nó không hẳn là ví dụ như có những vùng thì lấy 200-300 thôi. Nhưng có những nơi anh em thì là nó ở thành phố thì là giá 500 là đúng. Tại vì những đa phần anh em ở thành phố là 500. Đấy, nó thật là như thế. Như bình thường em làm phần mềm hay làm gì cho thợ là em đã lấy 300 rồi. Lấy thợ là em đã lấy 300 rồi mà. Chứ có phải là khách khách thì em lấy 500. Đấy là nó nói chung là các cái đấy nó tùy thuộc vào cái vùng. Tùy thuộc vào cái vùng mà anh em, vùng gọi là cái dân trí của anh em nó như nào. Đấy, chứ không phụ thuộc vào là tất cả mặt bằng anh em lấy thợ là lấy như thế. Đấy là em nói thật. À anh Trần Văn Hùng ơi, anh Trần Văn Hùng, anh hỏi về máy gì ạ? Anh Trần Văn Hùng có thể là nếu mà anh hỏi anh cái máy tầm bao nhiêu tiền, máy anh của anh tầm bao tiền, thì anh hỏi là máy Smart Tool hay là máy chính hãng Honda hay là IA thì anh cứ hỏi lại cho em. Đấy, chứ còn anh hỏi như này nó chung quá thì em không biết. À đây, cái máy của anh bao tiền? À anh Trần Văn Hùng ơi, anh em nhìn rõ rồi, anh hỏi về máy Smart Tool. Thì máy Smart Tool anh lấy bản full hay là bản gì? Nếu mà anh cần bản full thì là tí nữa em sẽ có thể hết buổi livestream em sẽ tư vấn cho anh sau. Đấy, thì hoặc là anh có thể nhắn tin vào Messenger xem em sẽ báo giá cho anh về cái máy Smart Tool. Và để em xem là anh cần tư vấn về bản gì. Đấy, thì là em sẽ tư vấn cho anh. Đấy, còn đâu là ở chỗ anh em đấy là ở thành phố Hải Phòng thì anh ý sẽ kiểu dạng như là anh ý lấy giá, mức giá nó cao hơn. Còn đối với anh em thì có thể là xem cân đối cái khu vực mình thì là lấy ra bao nhiêu cho nó hợp lý. Tại vì cái này, cái giá thành này thì anh em không cấm được, nhưng mà cũng cái tiền máy mình đầu tư ra thì cũng là đừng có lên làm rẻ quá. Đấy, cũng đừng nên làm rẻ quá. Và anh em phải có, khi mà anh em lấy máy về là anh em phải có cái chiến lược, có cái chiến lược để khai thác. Em chào anh Tiên Anh nhá, anh Tiên Sport. Đấy, đấy thì Đức Mạnh cũng nói lại đấy, như máy của Đức Mạnh này đấy, có 4 dòng máy là Piaggio, IA, Honda và SYM. Đấy là 4 cái dòng máy mà Đức Mạnh đang dùng. Đấy là anh em thấy là Đức Mạnh cũng chịu khó đầu tư đấy. Cũng chịu khó đầu tư vết. Vâng, em chào anh. Còn đâu anh em nào mà chưa lấy máy Smart Tool thì cũng có, trước khi anh em đầu tư lấy thì anh em cũng cố gắng là có cái chiến lược
Đấy, Đức Mạnh nói cũng cố gắng có chiến lược để anh em làm để sử dụng máy và khai thác nó tốt hơn. Đâu đừng lấy máy về mà để im, xong rồi giữ máy nó mới cứng ấy, nó mới cong, thì là cái đấy là mình bị thất bại đấy. À, máy Honda bao nhiêu vậy anh? Cái máy Honda đây, máy đây anh ạ. Cái máy Honda này hiện tại bây giờ giá của nó trung bình là từ, nó rơi vào tầm khoảng 13 cho đến 14 triệu anh nhá. Cái máy Honda này bây giờ trung bình là mua các cái máy cũ thôi thì là anh em đang mua là rơi vào tầm khoảng 13 14 triệu. Đấy. Còn nếu mà anh mà có nhu cầu cần mua thì anh cũng có thể là bảo em, thì dặn trước em thì là em cũng phải tìm máy cơ. Máy này nó không sẵn đâu. Thì anh cũng phải, anh báo trước thì em phải có mất thời gian em tìm máy cho anh. Đấy. Còn đâu là nếu mà anh mà mua mà để mà có sẵn thì nó nhiều khi nó không có sẵn đâu. Còn máy này như ngày trước em nhờ anh em mua hộ này, là em mua là 15 triệu. Con máy này mua 15 triệu. Còn đâu là nhiều anh em cũng có nhiều anh em mua có thể là đắt hơn. Đấy, nhưng mà ngày trước là em mua là 15 triệu con này. Còn nếu mà anh mà cần mua cái máy Honda thì anh cũng có thể comment cho em hoặc là anh nhắn tin cho em, cần thì là em sẽ tìm hộ cho. À, anh Tùng, anh Tùng Phan Thanh, là cái máy này ấy, máy này là chỉ có trên máy tính. Khi anh cắm vào nó sẽ trên máy tính anh nhá. Khi anh cắm vào là phải có máy tính thì anh mới xem được thông số. Còn cái máy này là bắt buộc phải trên máy tính anh nhá. Anh này là xem được trên máy tính hả anh? Đúng rồi. Tất cả các máy chính hãng hiện tại em đang dùng thì có mỗi cái máy này là, mỗi cái máy S của em này thì là máy cầm tay thôi. Còn đâu ba máy này của em là đa, ba cái này là ba máy đều trên máy tính hết. Đây ba máy này của em này. Ba máy này là đều trên máy tính hết. Đây máy này, máy Honda này trên máy tính nhá, là phải có máy tính mới dùng được. Và đây máy IA đây. Máy IA đây là cũng phải dùng máy tính anh em nhá. Là cũng phải kết nối với máy tính. Và đây là máy của Piezo này. Máy của Piezo đây là cũng phải kết nối máy tính. Đây máy này của Piezo cũng phải kết nối với máy tính anh em nhá. Chứ không phải là cái này cũng không phải dùng chay được đâu. Bắt buộc phải có máy tính mới dùng được. Anh Điệp, đúng rồi, ở cửa hàng em là ở ngay chỗ ngã ba. Ngay chỗ ngã ba mà đường mặt đường Kim Giang ấy. Anh Điệp Khắc Vũ biết cái mặt đường Kim Giang không? Thì nhà em ở số nhà 572 đường Kim Giang. Đúng là cái đường giải phóng đi vào qua Hồ Linh Đàm. Thì đi đến cầu Dậu thì là đến cái ngã tư đấy, đến xe đèn đỏ rẽ tay trái đâm thẳng xuống. Là nhà em ở ngay đoạn ngã ba. Đầu tư cả kiến thức nữa, không là về bỏ thật. Chung là, nói chung là bây giờ anh em mình ấy, cái vấn đề kể cả bất cứ anh em làm cái gì đều anh em mình đều phải có kiến thức hết. Đúng không ạ? Chứ làm sao bây giờ như anh em mình bây giờ mà để mà nói là tay không bắt giặc làm sao được. Bắt buộc bây giờ anh em đa phần là phải có cái thứ nhất là kiến thức. Cái thứ hai là dụng cụ hỗ trợ. Thì cái máy của chúng ta là dụng cụ hỗ trợ. Còn đâu là kiến thức là ở trong đầu của anh em. Đấy thì nó thật là như thế. Nói chung là anh Thanh Mai ơi, nếu mà đề từ mà anh mở tour mức hợp lý nhất thì anh chỉ mở, ví dụ trên Smart Tool anh chỉ mở cái mức 3-5% thôi là ok.
Tại cái bản đấy nó chỉ remap để cho thêm xăng một chút. Còn nếu mà mở hẳn tua ra để cho nó cao hẳn thì cũng không lên. Tại vì mình đã cái thứ nhất là mình chỉ cần là cái xe của mình nó khác, tăng ga nó nhẹ xe đi một chút, đúng không ạ? Và cộng thêm nữa là cho cái bệnh hụt giật của chúng ta nó đỡ đi thôi. Đấy, để mà nói thật như thế. Thì nên là nhiều khi anh em lên cố gắng, anh em lên là cố gắng là mở cái mức nhỏ thôi, không cần thiết. Còn nếu anh mở mức lớn quá thì là nó cũng gây ra tình trạng là ăn xăng hơi nhiều hơn. Đấy, để nói thật là như thế. Và nó cũng khỏe hơn thật. Nhưng mà thôi, chỉ cần là mức 3 đến 5% là ok rồi. Đấy, để nói thật với anh em là như vậy. Thời tôi làm cho mạnh giới mô tô, ông anh mới vào showbiz. Đúng rồi anh ạ. Thời anh làm xe máy làm đấy thì bắt đầu em mới đang đi làm thuê về xe máy thôi. Trần Mạnh Linh ơi, có gì đâu, chẳng qua bây giờ lên ông chủ rồi thì là nhiều việc phải lo quá, thì cứ bảo là giờ không nhớ được hết. Không, anh Điệp Nguyễn Khắc ơi, đấy không phải điểm em thuê, đây là điểm của nhà em luôn mà. Đây thì hiện tại điểm em đang làm là điểm của nhà em luôn, chứ không phải là điểm em thuê. Đấy, còn đâu là anh em đầu tư máy thì cứ phải cân đối trước, xong bắt đầu mình sẽ đầu tư. Nhưng mà nhiều khi anh em cũng đừng lên để cho cái kiến thức của mình và cái cửa hàng của mình bị lạc hậu quá. Khi mà mình đã bị lạc hậu và mình tụt hậu quá xa so với cả anh em thợ khác thì dần dần mình sẽ bị rỗng kiến thức. Đến lúc đấy là mình rất là khó. Anh Phan Thanh Tùng thì em vừa nãy cũng có anh vừa hỏi rồi, thì cái máy này, máy Honda bây giờ nó rơi tầm khoảng 13 cho đến 14 triệu anh nhá. Đấy, 13-14 triệu. Còn nếu như mà anh mà có nhu cầu sử dụng thì là em sẽ tìm hộ cho anh, em sẽ tìm hộ cho anh về cái máy Honda. Thì là máy này thì anh phải dặn trước em cơ, tại vì em nhờ anh em tìm nó cũng hơi khó. Chứ cái này thì nó bọn em cũng không có sẵn. Đấy, nếu anh có nhu cầu quan tâm thì anh cứ báo với em thì em sẽ tìm cho anh. Và cộng thêm nữa là sẽ cài đặt trên máy tính cho anh đầy đủ. Còn đâu là anh mất tìm, nếu mà tìm ấy thì cũng phải mất tầm khoảng 10 cho đến 12 hôm đấy. Cho đến tầm 10 hôm. Nói chung cứ một tuần đổ ra thì mới có. Tại vì cái máy này là ngày xưa em mua là 15 triệu. Là em cũng bảo anh em để lại cho em thôi. Em mua 15 triệu bảo anh em để lại thôi. Đấy, chứ còn cũng có phải là mua sẵn được đâu. Em cũng phải đặt anh em 3-4 tháng mới có. Đây, nên nói không hề sai luôn là con máy này này, con Piaggio này, con Piaggio này đấy, em đặt đúng nhờ anh em ấy, nhờ anh em lấy. Mà con này em lấy là em phải nhờ tìm rơi vào tầm khoảng hơn 25, mà em lấy nó phải rơi tầm khoảng hơn 20 triệu. Đấy, là em lấy hơn 20 triệu mà em nhờ phải 25 mới mua được. Đấy, nó thật sự là như thế, em nhờ 25 em mới mua được ấy, mà bỏ số tiền ra là cũng không hề ít, hơn 20 triệu nó không hề ít. Em chào anh sửa xe Vương Thứ, em chào anh Đỗ Quang Quý. Đấy là cái Linh ơi, mới mua được đấy. Mãi mới mua được có mấy tháng đấy. Từ đợt bạn nghỉ mới mua được có mấy tháng. Mà nhờ mãi mới mua được đấy. Nhờ đến hơn 25 rồi, bây giờ mới mua được con pad của Piaggio để dùng. Khổ vậy đấy.
em chào anh Lê Khánh Huê nhá. Anh lớn sửa xe Phương Thứ. Nói chung là đã mà khoái chơi máy hãng rồi ấy thì tìm nó cũng kỳ công và mất thời gian lắm anh em ạ. Nói chung là mình cũng mất thời gian về tìm máy lắm. Chứ đâu phải dễ đâu. Cũng mất thời gian lắm. Vừa rồi Dũng ấy nó vừa lấy một con Evi Shop ấy. Linh ạ, Dũng nó vừa mới lấy một con Evi Shop. Em chào anh Mạnh. Ok, chào Lê Mạnh nhá. Vâng, em chào anh Lê Khánh Huê. Dũng nó vừa lấy một con Evi Shop. Hôm đấy là lấy được cũng rẻ rẻ nên là hỏi Dũng là có lấy không. Thế Dũng nó bảo vâng anh để lại cho em. À cái này em cũng bất chợt em live stream tại vì cũng không thông báo gì đâu. Thì em cũng live stream cái buổi này thì là em chia sẻ về cái cảm biến TB nó bị treo mà. Nhưng mà nó treo cái bệnh này nó hơi lạ. Thì là em chia sẻ cho anh em xong rồi. Bây giờ là em cũng đang ngồi nói chuyện với anh em giao lưu một tí cho nó vui thôi. Ôi dồi ôi cái máy là cái gì? Bạn mới mở cửa hàng mà cũng chẳng thấy khai trương cửa hàng mà chẳng thấy điện hiới gì cả. Nữa là nó lấy có mỗi cái máy còn con đi mở cái cửa hàng to nhất Mỹ Đức Hà Tây. À Mỹ Đức Hà Nội. Mà gần đường lớn, mặt tiền, hai mặt tiền đèn xanh đèn đỏ. Mà cũng chẳng thấy gửi thư mời khai trương. Đấy, không thấy gọi cuộc điện nào hiới. Còn chưa gọi điện mắng cho thì thôi. Thế mà lại đòi bảo thằng Dũng là chưa thèm rửa máy gì cả. Nói chung tớ là thằng Dũng là chưa mắng Linh thì thôi đâu nhá. Tôi mở cửa hàng không thấy khai trương, không thấy gì cả. Thằng em Dũng thì cứ hóng bảo anh Mạnh ơi chuẩn bị nghe điện anh của anh Linh đi, chuẩn bị mời về khai trương cửa hàng rồi đấy. Mà chờ mãi không thấy cuộc gọi nhỡ nào. Thế mà thằng em nó lấy mỗi cái máy bắt nó rửa máy. Anh xe du lịch bảo là quay cho xem xe D là như nào anh? Anh bảo quay cho xem xe D là như nào anh? Em không hiểu lắm. Vâng, em chào anh Phạm. Đấy thì mình cũng live bây giờ là cũng khá là muộn. Thì là anh em nào mà vào sau mà chưa xem được cái video thì anh em có thể xem lại cái video này. Là cái ban bệnh bị treo cảm biến tay ga Đức Mạnh vừa mới chia sẻ cho anh em. Để anh em có thể là trao dồi thêm cái kiến thức. Còn đâu là anh em nào mà chưa đăng ký cái trang cá nhân này của Đức Mạnh thì anh em có thể vào ấn theo dõi. Để khi nào Đức Mạnh chia sẻ những video về ban bệnh xe máy thì anh em sẽ có thông báo hiển thị lên. Đấy thì anh em nào mà đã đăng ký rồi thì là để ý cái chuông. Thì lúc nào đấn vào cái chuông ấy, lúc nào có cái video mới Đức Mạnh live stream thì là anh em sẽ biết được vào xem thì những cái chia sẻ về bệnh xe máy cho anh em. Ok, hôm nào tớ rảnh tớ về Trần Mạnh Đinh nhá. Hôm nào tớ rảnh tớ về đấy chơi. Thì đấy thì Đức Mạnh đợt này sẽ làm các cái video để chia sẻ nhiều hơn và thường xuyên hơn cho anh em. Còn đâu là Đức Mạnh đến hôm nay là Đức Mạnh sẽ chào và xin phép chào tất cả anh em. Và tất cả cảm ơn tất cả anh em đang theo dõi cái buổi live stream ngày hôm nay. Thì chào tất cả anh em nhá. Còn anh em nào vào sau thì có thể xem lại cái buổi live stream này để xem là cái ban bệnh Đức Mạnh chia sẻ lên đây cho anh em như thế nào. Anh Tây Cao Quốc Cường bảo gì ạ? Ok búa anh ơi là như nào ạ? Vâng em chào anh nhá. Em chào anh Yao An Phát. Em cảm ơn tất cả anh em. Em chào anh Tây Cao Quốc Cường.